Xin chào quý vị và bà con. Từ hôm nay, diện nóng và cường độ nắng nóng ở Trung Bộ sẽ gia tăng hơn. Suốt từ Thanh Hóa trở xuống tới Quảng Ngãi, xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34 cho đến 37 độ. Cục bộ, một số nơi ở vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là có thể ở ngưỡng nắng nóng gay gắt cao hơn trên 37 độ. Thưa bà con, vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo trồng hơn 14.000 hecta lúa. Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng chống hạn hán, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất hiệu quả. Các đơn vị thủy nông trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, cân đối nguồn nước tưới để xây dựng lịch tưới cụ thể theo từng công trình, từng xứ đồng, đảm bảo đúng lịch thời vụ của các loại cây trồng, đồng thời áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước ngay từ đầu vụ để đảm bảo tưới đủ đến cuối vụ. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường công tác vận động, chỉ đạo nông dân sản xuất lúa, kiên quyết không để ruộng hoang trên những xứ đồng, đẩy mạnh chuyển đổi trên diện tích đất lúa không đủ nước tưới sang các cây trồng ngắn ngày khác như rau, đậu, ngô kê, dưa hấu. Trong khi đó, phần còn lại của Trung Bộ là các tỉnh từ Bình Định trở xuống cho đến Bình Thuận, trời cũng có nắng nhưng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Dự báo đợt nắng nóng lần này ở các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài lâu hơn so với Bắc Bộ. Vùng áp thấp nóng phía Tây cũng là hình thế chính chi phối đến các tỉnh miền Bắc của nước ta. Trong cả 3 ngày tới, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động ở ngưỡng từ 35 cho đến 37 độ. Riêng một số nơi ở Trung Du và vùng núi phía Bắc có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ. Tuy nhiên, khác với các đợt nóng trước kéo dài gần như cả ngày và đêm, thì đợt này, ngay sau khi nắng tắt thì nhiệt độ cũng giảm nhanh. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.